Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào khách. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2016. Thành Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị bộ bàn ghế Minh Quốc Hồng Chĩ bằng gỗ gụ cột 10 gồm có 6 thứ hàng VIP. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa dựng xong phần mộc và cũng đã mài giấy ráp xong. Quý vị bạn thấy trên màn hình đây. Cái lối làm Hồng Chĩ này nó rất chi là điệu đà và sắc nét. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng sản xuất của đồ gỗ Thành Luân nằm tại làng nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ở đây bộ bàn ghế này gồm có hai ghế đơn, một bàn lớn, một bàn trà và một đôn ngồi cộng với một ghế dài. Quý vị đang thấy trên hình đây. Và toàn bộ bàn ghế này Thành Luân chúng tôi là sản xuất làm 100% bằng gỗ gụ đá, gụ chất gụ đá mọc lối đá rất nặng. Gụ này rất đanh gỗ. Đường nét chi tiết thì nó rất mềm mại. Bộ bàn ghế này hiện tại đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vẫn đang để mộc, và sau khi quý khách nào mà có nhu cầu mà đăng ký cái bộ này thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ oánh xi theo đúng lối cổ truyền hoặc là oánh vec ly. Rất có giá trị. Đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi xin giới thiệu trước tiên là chiếc ghế dài. Rất chi là đành gỗ, và hiện tại là chúng tôi vừa mài giấy ráp xong nên là nó gỗ nó vẫn còn hơi cái màu bụi phấn trắng ra. Đường nét đây đục hồng chĩ này, đây hoa hồng này, và những chú chim chĩ nó rất đẹp. Đây một đôi chim chĩ này, tượng trưng cho một đôi uyên ương bên cạnh hoa hồng. Hoa hồng là mang lại sự tình yêu thắm thiết, rất có ý nghĩa. Hôm nay là ngày 19 tháng 11, cũng là sắp đến ngày 20 tháng 11 rồi. Đồ gỗ Thành Luân xin kính chúc những nhà giáo ở Việt Nam một ngày 20 tháng 11 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, và luôn luôn chèo lái những con thuyền đến bến bờ của cuộc sống. Quý vị đang thấy trên hình đây, bộ bàn ghế này đường nét đục chạm rất tinh xảo và sắc nét. Đây những một đôi chim chĩ đây, tượng trưng cho một đôi uyên ương bên cạnh hoa hồng, gọi là hồng chĩ. Bộ bàn ghế này được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là đục chạm 100% bằng tay, đục thủ công bằng tay, rất có giá trị. Và trong cái thời điểm này thì là gỗ gụ đang rất khan hiếm, đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cho ra mắt những cái sản phẩm gỗ gụ còn lại. Cái vách tựa này cũng đục tay, vách liền đục tứ bình, và cái trống này cũng là hoa hồng chim chĩ, rất có ý nghĩa. Hôm nay là ngày 19 tháng 11, ngày mai thôi, chỉ còn một ngày nữa là ngày nhà giáo Việt Nam. Quý khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi 0967 110389 hoặc là 0972 770888, hoặc quý vị có thể truy cập vào youtube.com tìm kiếm đồ gỗ Thành Luân và nhấn vào nút đăng ký để liên tục được xem những cái sản phẩm mà đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cập nhật hàng ngày bằng video. Và còn hình ảnh thì quý vị truy cập vào facebook.com/ đồ gỗ Thành Luân để liên tục xem những cái hình ảnh chúng tôi cũng cập nhật hàng ngày. Quý vị đang thấy trên hình đây, đường nét đục chạm rất tinh vi và sắc sảo. Hiện tại chúng tôi vẫn vừa mài xong phần giấy ráp, bụi phấn này vẫn còn rất bụi bẩn. Chúng tôi là cứ để mộc cái này quay cho quý vị thấy, rất giá trị. Tiếp theo chiếc ghế đơn tiếp theo. Chúng tôi xin nhắc lại hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2016. Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị bộ bàn ghế Minh Quốc Hồng Chĩ bằng gỗ gụ cột 10 gồm có 6 món hàng thửa được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa dựng xong phần mộc. Minh Quốc Hồng Chĩ và đường nét được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đục chạm thủ công 100% bằng tay. Chiếc bàn này là rất rộng, rất to, dài hơn so với các bộ bình thường. Ở phía này đội ngũ thợ chúng tôi vẫn đang thấp lập và hoàn thiện cái đoạn cạo lạo bộ bàn ghế VIP 1 của cụ ta Quảng Bình, chúng tôi giới thiệu ít lâu nay. Bộ bàn ghế này cũng đã có chủ nhân, chính là anh Thoại, anh ở Hà Lam.
Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.